Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp trên biển Đông nước ta đang di chuyển chậm theo hướng bắc, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển và ảnh hưởng đến một số khu vực đất liền. Vùng áp thấp trên biển Đông sắp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Được biết lúc 10 giờ ngày 30 tháng 5, dải áp thấp có trục ở khoảng 17 đến 20 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông có vị trí ở khoảng 16,5 đến 17,5 độ vĩ Bắc, 110,5 đến 111,5 độ kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ngày và đêm 30 tháng 5, Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, mưa rào và rông. Trong mưa rông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Ngoài ra, theo cơ quan khí tượng, đêm qua và sáng nay, vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29 tháng 5 đến 8 giờ ngày 30 tháng 5 có nơi trên 60mm, như Mường Kim Lai Châu 66mm. Việt Vinh Hà Giang 78,2 mm, Hùng Mỹ Tuyên Quang 136,6 mm. Dự báo chiều và đêm 30 tháng 5, Bắc Bộ mưa rào và rông dài rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Từ chiều tối 30 tháng 5 đến sáng 31 tháng 5, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Chiều và tối 30 tháng 5, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rông dài rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Liên quan đến tình hình mưa bão trên vùng biển Đông nước ta, Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã đưa ra dự báo, từ nay đến tháng 8, khả năng xuất hiện khoảng 3 đến 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó có khoảng một cơn bão đổ bộ vào đất liền. Ngoài ra, trên cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông, lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết tháng 6, Enino chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất từ 80 đến 85%. Dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước từ tháng 6 đến tháng 8 phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ nay đến tháng 8, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3 đến 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1 cơn đổ bộ vào đất liền. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ 5 đến 6 cơn, trung bình nhiều năm đổ bộ vào Việt Nam khoảng 2 cơn. Đặc biệt, trong thời kỳ dự báo, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông, lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có xu hướng gia tăng trong thời kỳ nửa cuối tháng 5 đến tháng 7. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay cắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đặc biệt, tình trạng khô hạn ở khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện và kéo dài trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, mùa mưa tại khu vực Bắc Bộ xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm. Tại khu vực Trung Bộ, mùa mưa có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm vào khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9. Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm, cuối tháng 5, từ tháng 6 đến tháng 8. Gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình. Trong thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ở khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ tổng lượng mưa cao hơn từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, tháng 6 tổng lượng mưa phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 7 và tháng 8, tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến ở mức cao hơn từ 5 đến 20% so với trung bình nhiều năm. Riêng tháng 8, tổng lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Bên cạnh đó, các chuyên gia khí tượng cũng đưa ra nhận định, mùa lũ năm 2024 ít có khả năng đến sớm trên các sông suối khu vực Bắc Bộ. Từ tháng 6 đến tháng 8, trên các sông Bắc Bộ xuất hiện các đợt lũ Mực nước đỉnh lũ trên các sông chính ở khu vực Bắc Bộ ở mức báo động 1 đến báo động 2, các sông suối nhỏ ở mức báo động 2 đến báo động 3. Các đợt lũ phổ biến xuất hiện vào thời kỳ tháng 8. Tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên xuất hiện 3 đến 5 đợt lũ và dao động. Các sông khác ở Trung Bộ mực nước biến đổi chậm. Ở khu vực Nam Bộ từ tháng 6 đến tháng 8 trên sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 đợt lũ. Trước đó vào ngày 23 tháng 5 tại vùng biển Khánh Hòa đã xuất hiện hiện tượng vòi rồng. Theo một số ngư dân, cột vòi rồng cao gần 1.000m xuất hiện cách bờ biển khoảng 500m và di chuyển nhanh chóng trong khoảng 3-4 đến phút. Trên đường đi đã làm lật ngang một số tàu thuyền. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa xác nhận với báo chí về hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển địa phương vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5. Theo ông Thông, trong thời gian vòi rồng di chuyển, khu vực biển gần bờ ở xã Vạn Hưng Thủy Triều đang rút. Sức gió của vòi rồng đã làm rung lắc nhiều tàu đánh cá của ngư dân. Rất may không có người bị thương. Chia sẻ về trải nghiệm kỳ lạ của mình, một cư dân sống tại xã Vạn Hưng chứng kiến hiện tượng vòi rồng kể lại. Lúc đó trời bỗng nổi mây đen và gió lớn kéo đến. Khi nhìn ra hướng biển, mọi người phát hiện ra một cột vòi rồng cao gần 1.000 mét. Theo một số ngư dân, cột vòi rồng này rất lớn và xuất hiện cách bờ biển khoảng 500 mét. Vòi rồng di chuyển nhanh chóng trong khoảng 3-4 phút, trên đường đi đã làm lật ngang một số tàu thuyền. Sau khi vòi rồng đi qua, nhiều tàu thuyền bị hư hỏng nặng, với nước tràn vào buồng máy và một số thuyền thúng bị đánh bay khá xa. Người dân ven biển xã Vạn Hưng nhớ lại rằng cách đây 2 năm từng xuất hiện vòi rồng trên vùng biển này. Lý giải về hiện tượng này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vòi rồng là một hiện tượng khí tượng tự nhiên hình thành trong khi bầu khí quyển có những xáo trộn không khí mạnh. Chúng thường xuất hiện trong các cơn rông mạnh hoặc trước khi bão xuất hiện. Lúc này luồng không khí nóng trong các đám mây rông bốc lên và luồng khí lạnh hơn đi xuống. Hoặc khí nóng ẩm từ vịnh thổi vào gặp không khí lạnh và khô từ núi. Các yếu tố này tạo điều kiện khiến các dòng không khí quay tròn bên trong đám mây, đặc biệt là các đám mây rông tích điện, tạo thành một cơn vòi rồng. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân xuất hiện vòi rồng là do một khối không khí nóng, ẩm, di chuyển ở dưới một không khí lạnh, khô thì có khả năng làm xuất hiện những xoáy khí. Nếu xoáy khí này có áp suất trung tâm rất thấp, nghĩa là vật chất trong tâm xoáy rất loãng, thì không khí nóng ẩm ở phía dưới bị hút lên, tạo thành một cái vòi chuyển động xoáy rất mãnh liệt. Cũng có trường hợp vòi rồng phát triển từ một cơn rông, thường từ ổ rông rất mạnh hay siêu mạnh, nên ở đâu có rông dữ dội là ở đó có thể có vòi rồng. Song hiện tượng này rất hiếm gặp. Một số con vòi rồng hay còn gọi là lốc xoáy có thể đạt tốc độ hơn 300 km/h. Đôi khi cột không khí xoáy nâng lên khỏi mặt đất, sau đó lại chạm xuống một khoảng nào đó và hút mọi thứ dọc theo đường đi của nó. Cơ quan khí tượng lưu ý, vòi rồng vẫn có thể xảy ra ở đất liền, ngay cả khi hoàn lưu bão đang ở biển hay khi các giải mưa bên ngoài cách xa tâm bão hàng trăm km. Vòi rồng trong các cơn bão nhiệt đới đặc biệt nguy hiểm vì chúng có xu hướng hình thành rất nhanh, đôi khi chỉ trong một hoặc 2 phút, tốc độ di chuyển lên đến 80-95 km h một cơn vòi rồng mạnh có thể cuốn theo những vật thể to lớn như xe tàu thuyền, ô tô tải đi một khoảng cách rất xa. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất về diễn biến thời tiết trên Biển Đông và các khu vực trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!